trường của công ty Y học Tân Đại Dương Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến với chương trình hôm nay của Y học Tân Đại Dương, chúc mừng em là Thục Anh vừa đạt được visa du học Mỹ vào tháng 8 này. Và xin chào Thục Anh, em có thể giới thiệu về bản thân đồng. Thì sau khi tham gia gói bạn tên là Nguyễn Thị Ba, mẹ em là Nguyễn Thị Tuổi, mình vừa đậu đi ra đi du học Mỹ. Mình sẽ đóng tiền tắm ở lại để chứng minh não cho mình đi vào lấy chị và đóng với cho nó là từ sáng. Rồi, chị nói em qua đó học chuyên ngành gì? Đó là thay cho mắt em học là cũng có những điều mà rồi ra mới được bán một cái. Vậy thì khi mà em biết tâm mà mình đậu học cái chuyên ngành gì thì họ có học thành công rồi. May mắn thì em muốn chia sẻ là gì cho mình làm cái này chứng minh của bạn là có một tỷ em của hàng em của em hả? Sử dụng 1 tỷ em của em lên không tụ thời gian đầu luôn và em lên 2 tỷ miễn sao mà cái số tiền đó là em không ngồi giống như những người người ta nghĩ đâu. Rồi thì chị hỏi là cái lý do nào khiến em lại lựa chọn là đi du học? Tại sao tôi có tiền không? Mỹ là nơi có tiền nền giáo dục phát triển mạnh mẽ, chúng mình cần từ đâu? Với lại Mỹ có chương trình anh có thể nhờ ngân hàng biết nó giúp cho anh tìm cơ sở để tiết kiệm học lại cái lợi nhuận của người bạn của anh. Vậy thì lý do này mình chọn học cho con anh đi được cái gì không? Dạ, 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 thì chứng minh sự tiết kiệm. Rồi vậy cái mục tiêu tương lai của mình sau này nếu như mà học sinh học ở Mỹ em xin vào những trường đại học lớn tại quốc học thì em xin vào hệ thống tiếng Anh là thì hồ sơ của em rồi sợ em vậy thì cho chị hỏi là trong cái quá trình phỏng vấn thì lãnh sự quán có hỏi em những câu hỏi nào mà có thể hỏi thì khi mà trường đã xác nhận có hay không thì em có biết tại vì này lãnh sự quán như là Úc không có hỏi em đợi nó ngồi học hết và hỏi mình phải chuẩn bị em nhưng mà người ta sẽ không bao giờ tùy không hồi đó này thì bây giờ phần số 3 nó có nghĩa là bên dịch vụ thì em không biết là sao không biết là sao vậy là sơ quán hỏi em những câu gì em đây trở nên sơ sống cho bạn đó sẽ tự liên hệ với người đó nhập chặt cả công nghệ em đó là can I borrow your card thì em không biết bà sẽ thấy các bạn đang từ đó đóng phí cho ngân hàng ai điện đó ý cho em thấy nó sợ là bố đi đó hỏi bố làm cái gì nó là bố làm giám đốc công ty vậy ai ta hỏi là ủa sao trong không phải đi hai ngày mà nó là hai ngày cùng lúc thì chị không thôi đi làm nghề người ta hỏi là tại vì cái này ngày nào quan trọng hơn đi vay thì các bạn tự nghĩ không biết giữ tiền bắt cần nên nó đợi trang kỹ quyết giờ hồi giảng em nói là nghề nhà báo quan trọng hơn ở đó là anh sống còn hỏi em là tại sao chọn đi du học lúc mà ở công ty á thì em nhiều lắm mà giờ đó em đi quá em chỉ nói được câu đó là em chỉ chọn đi du học tại vì Mỹ rất là rất tốt đi á là đó là anh sống người được còn nếu như họ hỏi em biết tại con trời đi học ở Mỹ thì em nói đó là bài giáo tốt hơn lúc đó em quên tiếng lãng và đắp là sơn đi cái cây luôn em ấp áp úp lại đó nhưng mà may mà người ta cũng nghe ra những ví dụ đó thì chị nói nghe và cái họ sĩ đi qua đại học đi học môn gì nữa mà ngoài nhà hiểu chứ rồi từ đó bảo là trước em học lớp mười phía lên rồi còn tùy chúng tôi gặp luôn như cái bạn đại học của em không đến nhưng mà em còn sợ người ta đòi lại nữa chứ không chứ chịu em vẫn có thể học thêm một năm như sao mà cũng đã có cái có thể như là em ba nữa đúng không thì trước khi mà em đi sang Mỹ thì em có lời khuyên này cho các bạn mà muốn đi ông chị muốn học tỉnh hay đi trường không phải đây là lần đầu tiên mình đậu liền đâu nhất mình rớt rồi rớt mình số ba á học từ một hôm đó mình ngồi phía số ba luôn ai mà vô phòng đó mình thấy đi ra mặt của chủ á đó người nào mà có cỏ sắc tập chạy lên phòng số ba là người đó chưa bao giờ không có rồi nên là nếu như mà có lớp một lần á học đến xong thì em sẽ được vô phòng khác phòng số ba và mấy phòng khác thì nguy cơ đậu rất là cao. Rồi cảm ơn em rất là nhiều và hy vọng sau tất cả vấn đề thì em sẽ lên được sân khấu và chúc cho em là thành học tập thật là tốt và thành công trong con đường em đang chọn. Nếu như mà có câu hỏi quay lại công ty Tân Đại Dương nhớ lên đây để mà được quay một clip chia sẻ về cuộc sống với học viên. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn.